Con bé kia, tại sao mái tóc của ngươi lại dài như vậy hả? Bộ ngươi tính chiếm lấy ngôi vị trưởng làng của ta hay sao? Ngay bây giờ ta phải giết ngươi. À, trời ơi, ta biết ngay mà. Ta biết ngươi chính là hung thủ mà tên trưởng làng kia. Hay, ai trời ơi, tên trưởng làng kia, ta thông báo cho ngươi biết một điều, đó chính là thật ra đây không phải là cô gái nào đâu, đây chính là anh Mr. Vịt đó. Mr. Vịt đây, anh hãy cởi bộ đồ đi. Công nhận là cái cách của em hay thật chứ, mình chỉ cần hóa trang thì một đứa tóc dài thôi là hung thủ sẽ tự lộ mặt đúng không? Đúng rồi anh. Ok, anh hãy cởi bộ đồ đi. Đây chính là anh Mr. Vịt chứ không phải là một đứa con gái đâu. Ta biết ngay mà, ngay từ đầu là ta đã biết rồi. Những cô gái có mái tóc dài đều bị giết chết hết. Thì ta đã biết ngay, ngươi chính là người có mái tóc dài nhất. Mà tại sao ngươi lại không bị giết? Đó chính là do là ngươi sợ là có người có mái tóc dài hơn ngươi sẽ lên chiếm lấy cái ngôi vị trưởng làng của ngươi, cho nên ngươi mới ra tay giết hết tất cả những cô gái có mái tóc dài. Hả? Cái gì? Tại sao các ngươi lại biết được ta chính là hung thủ? Và đây, em nghĩ là em đã biết hung thủ là ai rồi anh ơi. Ai đây em? À, hung thủ chỉ có thể chính là... Đi theo em lại đây. Em nói nhỏ cho anh, không thôi mấy người kia nghe được. Em nghĩ hung thủ chính là bà trưởng làng anh. Chào. Cái gì vậy? Trời ơi, nhìn bà xinh, tóc dài thước tha, đẹp như thế thì sao mà hung thủ được em, tào lao à. Thôi anh thiệt, anh mê gái quá. Nhìn bà tóc mấy tóc dài phải không? Anh nhìn kìa, những cô gái bị giết chết đều là những cô gái có mái tóc dài. Trong khi đó bà trưởng làng là người có mái tóc dài nhất mà bà ta không bị giết chết. Thì em nghĩ có thể là do là bà ta sợ những cô gái có mái tóc dài sẽ chiếm lấy cái ngôi trưởng làng của bà, cho nên là bà giết hết luôn. Cho nên là em nghĩ chắc là bà đó anh. Nghe thì cũng có vẻ logic á, nhưng mà tất cả đều là suy diễn thôi, mình làm gì có bằng chứng đâu. Mình đi bây giờ em với anh hãy đi đến nhà của bà trưởng làng để coi bà đang làm cái gì chứ, chẳng lẽ giờ có những người mà tự nhiên bà không có mặt ở đây. Đi coi biết đâu đi. Bà đang tắm. Tào lao rồi, bịt mấy gái đi đường này. Im. Anh nói nhỏ nha, mình leo lên cái góc nhà của bà nè. Ui, leo lên đây coi nè. Ui, im anh. Anh điên hả? Anh leo lên đây nhanh. Có này chưa nè, anh em vứt xuống cho nè, leo lên đi. Không cần, anh đã có cách để leo lên. Rồi. À, anh kiếm đâu ra tên lửa vậy? Mới luôn được. Trời ơi, lẫm đâu vậy trời? Anh đi vô làng người ta, anh còn lấy đồ của ta nữa trời. Ok, anh lúc trong nhà dân. Im trời, anh nãy anh la lớn lắm rồi đó. Ok, đem lại. Anh nhớ là cái góc này là chỗ là vị trí phòng tắm này, để quét lỗ. Tào lao, mình nghe lén mà chứ đâu phải mình đi định bà tắm đâu. Anh Vịt mê gái quá mọi người ơi. Rồi, có bạn nào thấy anh Mr. Vịt mê gái để lại số 1 nha. Ok, để mình đào. Đào. Trời. Nhanh đi anh. Nhanh ơi, có chuẩn bị phát hiện. Đào buông cái tay nè. Đạp nè, từ. Ok. Ôi, nhìn cái này, nhìn. Ôi, nghe từ mình đứng đây mình nghe coi bà nói cái gì. Tất cả những đứa con gái có mái tóc dài nhất ở trong ngôi làng này đều bị mình giết chết hết rồi. Vậy từ nay cái ngôi vị trưởng làng này sẽ thuộc về mình. Coi bộ là mình sẽ làm trưởng làng dài đây. Thấy chưa em, thấy chưa Vịt? Hụi, thấy chưa anh? Em nói đúng mà. Bà ta chính là kẻ giết người đó. Thì thấy chưa, em nói đúng luôn anh, thấy chưa? Bây giờ em nghĩ là bây tào giờ lao, tào lao, tào lao. Bây giờ em nghĩ em bây giờ có mỗi hai em mình biết thôi, chỉ giải quyết được vấn đề gì. Rồi mai em tính là ra ngoài đường em hét lên: "Trời ơi, ba trưởng làng giết người!" Rồi cả làng luôn rồi giết em liền á. Dám xúc phạm trưởng làng nó, ai tin? Nhưng mà đúng rồi ha, bây giờ chỉ có mỗi một mình với anh Mr. Vịt là biết cái chuyện này thôi. Bây giờ chẳng lẽ giờ mình đi mình nói nhưng mà mình đâu có bằng chứng gì đâu ta. Ơi, em có cách Vịt ơi, em có cách này nè. Bây giờ á đi, sáng ngày mai á anh hãy đổi cái bộ skin âm tối chứ. Tối ngày mai anh hãy đổi bộ skin của anh thành một cái bộ skin gì đó của con gái đi mà tóc dài lên, thì bà sẽ thấy có người có mái tóc dài hơn bà sẽ xuất hiện và bà sẽ giết anh. À, thì lúc đó thì bà skin đúng rồi, con gái là được đúng không? Bà sẽ mắc bẫy đổi anh. Ừ được nè. Rồi đây ok anh rồi. Tào lao. Em nói skin con gái chứ không phải skin em đâu. Cái này skin của em mà. Thôi sao vừa kêu skin con gái không thôi. Skin con gái. Ở đây à. Ừ được skin này. Ủa mà kể bỏ giáp ra anh mặc bỏ giáp nhìn giống đàn ông quá. Kể này. Quay thảo. Đúng rồi. Nè được nè không. Được rồi. Thôi. Nhìn y hệt con gái luôn. Được rồi, bây giờ anh sẽ hóa trang nha. Và mình sẽ lừa bả để mình bắt bả. Ok mọi người ơi, thì sáng ngày mai mình và anh Mr. Vịt sẽ lập ra kế hoạch để kiểu mà cho bả ra mặt. À, hai người biết thì đã sao chứ. Ngay bây giờ ta sẽ giết chết hai người để cho không làm lộ chuyện của ta. Bọn bay đâu? Ai trời ơi, đông mấy mình đây. Cũng có em anh ơi. Ôi, mà nó chịu hồi nó quá trời.
Oh my god. Chết nè, chết nè. Này thì ma búp bê. Này thì ma búp bê nè. Này thì ma búp bê. Này thì ai, trời ơi, chết em ơi. Ma búp bê hả? Ma búp bê. Mày hả? Mày hả? Mày nè, mày nè, mày nè. Trời ơi, đau quá. Ui 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 ui. Ui đau quá. Thôi. Nó không chỉ đánh được mình mà nó còn ra ra lửa đánh. Ôi, anh ơi. Anh ơi, dùng skill anh cho mà nó ra biển hết. Ra biển hết luôn nè. Chưa chết. Qua giết luôn. Này chưa chết hả? Phải giết hết luôn nè. Cái này. Mày á, mày nè, xuống biển đánh đi, xuống biển đánh. Còn tao sẽ không bị cháy đâu. Này thì chết nè. Rồi chết hết rồi. Ôi còn mấy con này bắn không bắn. Mày hả? Ngóc lên. Mày hả? Rồi, ok, trời ơi. Có mấy con ma búp bê yếu nhất gì mà bày đặt đòi đánh bọn ta hả? Ê, cái tên trưởng làng kia, bọn búp bê của ngươi đã bị ta giết hết rồi. Bây giờ thì tới lượt ngươi, ngươi hãy chịu chết đi. Tính ra các ngươi cũng khá, các ngươi đã giết chết hết tất cả những tên lính của ta rồi. Bây giờ thì hãy xem sức mạnh của ta đây. Ôi, anh về đây, anh về đây. Ôi, nhìn nó kìa, trời ơi, nó bự hơn con ma búp bê kia luôn á. Đây là con ma búp bê đúng không? Nó đã chính thức, anh biết nó là con ma búp bê rồi. Bởi vì là không có người nào mà ác như nó luôn á. Mấy cái người trong làng này. Đúng rồi, những người trong làng bị giết chết hết. Bây giờ thì bọn ta sẽ trả thù cho những người trong làng ha. Ta biết ngay mà, ngươi thật ra là yêu quái. Cho nên chắc ngươi không phải là người hèn gì. Ngươi có thể giết người. Cái gì? Nó có thức bạn biết là khổng lồ thì anh có một nở này. Anh một nở. Ôi, một cái thằng khổng lồ nè. Trời ơi, bọn ta cũng thành khổng lồ rồi. Kỳ này ngươi chết với ta. Giết nó anh. Đặt đó. Mày hả? Ôi. Anh. Ai. Ui, chết phong này. Mình bước ra nói nhưng mình không khỏe vào nó. Mày đánh mình đau quá. Ôi. Em ăn khẩu trợ. Mày hả? Giết nó hả? Này chết nè. Được. Chết nè. Mình chỉ to xác bằng nó chứ mình không khỏe vào nó phong ơi. Ôi, nó đánh em một cái mất 30 máu rồi anh ơi. Đau quá. Chết nè. Đánh giết ta. Kỹ năng của ninja. Ẩn thân chi thuật. Anh đi đây. Em trời. Nó đâu rồi. Chết rồi. Oh my god, mình cuối cùng mình cũng giết được rồi. Bột nở ra truyền siêu năng lực. Thôi, cái bánh bột nở của anh hay thật. Mình ăn được, mình biết thằng khổng lồ của mình đánh lại nó luôn, may ghê á. Thôi là mình không đánh lại bọn nó đâu. Ồ, nhưng mà nó mới rơi ra cái gì nè anh? Đâu? Đây nè, cái em đang cầm trên tay nè. Hình như là cái bình đấm đớm hay sao á. Đâu đây, em coi gì kì à, tại vì nó rơi cái bình đấm đớm là sao. Nè anh ơi, ủa sao nó rơi cái bình đấm đớm nè anh. Ủa con đấm đớm trong này là cái gì ạ? Ồ, kì nha, lạ nha. Ủa, ơi đúng rồi, con ba Timmy đó anh, ba Timmy đâu, mình chưa kịp thấy bà Timmy nữa, kiểu mà mình lỡ mình giết chết nó rồi. Ủa rồi cũng rốt cuộc rồi bà Timmy đâu? Ờ, anh chưa tìm cái đoạn này luôn á. Ờ kìa, ủa rồi là sao? Ôi anh ơi, ôi anh biết đâu là bà Timmy bà phát hiện ra, cho nên là bà bị cái bà trưởng làng bà bắt xong bà nhốt vô cái bình không. Nhiều khi con đom đóm trên này chính là Timmy á. Giờ mình chỉ cần á, mình cầm cái mũi khoan nè, mình đập cái bình này ra là Timmy bà sẽ được giải thoát. Mình sẽ cứu được Timmy. Thử. Ok rồi, đem thử nha. Chết nè. Ôi chuẩn bị nha. Nhẹ mình phải đập thật là nhẹ tay luôn, hơi lỡ mà trúng bà Timmy xong luôn á. Này nè, chuẩn bị nha. Ôi.